bị sao rồi? Cắn hay là nó... Dạ nó bị mấy cái con khác ganh tị cắn. À, cắn nó đẻ lâu quá hả? Tại mặt nó đẹp quá rồi xong rồi mấy con chó đực kia ham muốn nó quá rồi xong rồi mấy con chó cái kia ganh tị á, cắn cho nó liệt giò. Bởi vậy đẹp quá cũng khổ nó sĩ ha. Đúng rồi. Cắn lòi xương nhỏ luôn mà. Tại tới mấy con chó cái. Ờ, súng lại cắn hả? Dạ đúng rồi. Vậy mà vẫn còn là hot girl đó chứ. Trẻ nhất so với mấy thằng kia. Mấy thằng chó cái kia già quá rồi. Bởi vậy nó cạnh anh đó. Dạ. Sĩ làm êm tai quá, nó không có tru tréo gì. Chứ nghe nói hôm qua làm chân nó la dữ lắm. Ở nhà nó cũng la hoài, nó đau la hoài.